sẵn sàng làm đổ máu bất cứ ai để kiếm tiền. Lúc đầu là bắt những đứa trẻ về đánh đập nó, bắt nó đi trộm cắp để lấy tiền nộp cho chúng tôi. Và trả giá cho tội lỗi mà tôi gây ra thì đã gần 20 lần tôi phải đi tù.